Chào mừng tất cả các bác đã đến với kênh YouTube của Hoàng Mạnh Audio, một kênh chuyên các loại dây tín hiệu âm thanh hàng bãi hàng tuyệt chọn nhé. Và trước khi vào chi tiết sản phẩm, các bác đăng ký kênh để ủng hộ Hoàng Mạnh Audio. Và hôm nay bên em sẽ tiếp tục giới thiệu cho tất cả các bác đó là những chiếc ổ cắm bãi Nhật. Và em lại tiếp tục giới thiệu cho tất cả các bác đó là những giắc chuyển 3 chân ra 2 chân và những cục lọc nhiễu như thế này nhé. Đó, những sản phẩm này thì được bên em lựa chọn rất là kỹ và em phân phối cho tất cả các bác sử dụng nhé. Đó, giắc chuyển 3 chân ra 2 chân như thế này thì chắc chắn các bác chơi âm thanh cũng rất là cần thiết loại này. Đó, và bên em hôm nay về được một ít ổ cắm hàng bãi Nhật như thế này nhé. Và hàng về thì em cũng chưa vệ sinh nữa, cái này xíu nữa em sẽ vệ sinh và sẽ gửi tới tay tất cả bác nhé. Và em đảm bảo là những ổ cắm này thì nó hoạt động ok hết nha, hoạt động hoàn hảo hết. Và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng sản phẩm một nhé. Thứ nhất đó là chiếc ổ cắm này. Với dòng ổ cắm này thì nó có chiều dài của dây là 5m nha bác, 5m nha. Chiều dài của dây như thế này là 5m, dây rất là to. 24 ổ cắm nhé, 24 ổ cắm. Và khi mình cắm điện thì cái đèn này nó sẽ sáng lên. Và một điều đặc biệt là cái ổ cắm này nó có chức năng khóa rất là tiện nhé, mà những loại của Việt Nam nó không có. Và độ chịu tải của nó rất là cao. Đây, khóa lại mình rút không ra nha. Em thử rút nhiều lần rồi không có ra được nhé. Đó, đây, không ra được. Đây, dây của nó cực kỳ là to nhé, cực kỳ là to. Cái này nó có cái chân của nó bẻ đi bẻ lại này. Và hàng này là hàng bãi Nhật và được sản xuất tại China, là nhà máy nó đặt sản xuất, đặt nhà máy tại China và được xuất qua thị trường Nhật nha bác. Đó, đây ổ cắm của nó rất là đa năng, một chân tiếp mát như thế này. Đợt trước thì bên em có về được ít cái dây nguồn và em bán hết rồi. Đây, hàng vải nó hơi dơ nhá, xíu nữa em sẽ vệ sinh và em sẽ gửi tới tất cả bác. Đây, nó có chiều khóa này. Đó, và nó sử dụng cho những chân dẹp nha bác, các bác lưu ý dùm em nhé, chân dẹp nhé. Sau này thì nó có hai lá thép như thế này để mình gắn vào tường hoặc mình có thể bắt vít ở đây, cực kỳ là tiện lợi nhé. Và ổ này có dây của nó là 5m nha bác, 5m nhé. Tiếp theo bên em sẽ giới thiệu cho tất cả bác đó là những cục lọc nhiễu bãi nhiễu như thế này của hãng Tokin của Nhật nhé, cũng là hàng bãi nguyên zin luôn nhé. Hàng bãi như thế này. Đây, cục lọc nhiễu ở trong này thì nó có những lá thép non như thế này để nó có thể khử từ và chống nhiễu âm thanh, hạn chế được tiếng vo ve. Đó, âm thanh loẹt xoẹt do nhiễu gây ra rất là tốt nhá. Và cái này là size lớn nhá. Các bác có thể kẹp được dây loa. Đường kính của cái này tầm khoảng là 13 ly, 12 đến 13 ly, rất là to. Đó nhé, hãng Tokin, một hãng rất là nổi tiếng về các thiết bị lọc nguồn. Đây, Tokin nha. Thì số lượng cũng gần hết rồi, không có nhiều nữa nhé. Trước thì em về được mấy trăm kìa, giờ thì chắc tầm còn khoảng là mấy chục nữa thôi, không có nữa. Giá loại này thì 25.000 một cục nhé, 25.000 một cục như thế này. Và giắc chuyển 3 chân ra 2 chân, giắc chuyển 3 chân ra 2 chân. Loại này thì bên em giới thiệu nhiều rồi, em sẽ giới thiệu sơ lược qua thôi. Này, chuyển 3 chân ra 2 chân nhé, chân dẹp nha bác, chân dẹp nhé. Và trên này cũng là lỗ dẹp nhé, lỗ tròn không vô được, lỗ dẹp nha. Đây, một dây tiếp mát nha. Giá của loại này là 20.000 một chiếc nha, 20.000 một chiếc. Ổ cắm lần này về thì giá 170 em bao ship nha, 170.000 bên em bao ship. Dây 5m nha các bác,
Đó, thì bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em. Rồi, mọi thông tin chi tiết đặt hàng thì các bác liên hệ theo số điện thoại Zalo của em là 0969 569 157 nhé. Rồi, chào các bác, hẹn các bác các video tiếp theo.